gang đi vào club, xếp hàng vào đi không phải tranh nhau. Em nào anh thích thì anh sẽ gọi là baby. Hết đời nhiều cứ như là anh bầu. Anh không chơi với cả chủ nhật của JT. Anh cất lên, trên tay anh là một chai Bali. Yeah, em biết không, nếu mà khách quan thì đồ đẹp dài của anh được hai vali. Yeah, ay Spizzy ngồi trên con Lamborghini, chân đi dép đi vào ba bởi vì là thế nó mới chết. Không nghe máy đâu thôi đừng co, bởi vì bọn anh đang đi thì bọn anh nhà quê làm vì nghệ thuật và cả VND. Không phải bất cần như ông Phúc Xích Lô, đốt chắc kiểu ung dù mà bọn anh vẫn ngầu. Sau ba vòng thi thì người anh như xúc xích khô. Đổi lại là nói chung chung thì đội anh đang dẫn đầu. Nên hôm nay như club kia, yeah, đấy là tin thật. Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Em biết anh cũng đang chờ mong. Thôi để em nói anh nghe một câu. Anh có muốn đưa em về không? Anh có muốn đưa em về không?